Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Kính thưa quý vị, trở lại một trong những sự kiện có thể nói cũng không kém phần quan trọng mà tất cả mọi người đều quan tâm đến. Kính thưa quý vị, đó là Amazon. Gần đây thì tất cả mọi người đều biết Amazon, từ vấn đề mua hàng hóa, từ vấn đề mua đồ ăn, từ vấn đề trao đổi qua các cái vật liệu bằng đường bưu điện, cũng giống như tất cả các bưu kiện đã được đưa đến tận nhà. Nhưng hôm nay thì vấn đề là đi đến qua một cái khúc quanh mới, là Tổng thống Donald Trump từ bắt được từ hôm thứ Bảy đến bây giờ, ông đang tiếp tục tấn công và ông chống lại Amazon. Có một vài khuynh hướng đưa ra từ Tổng thống Donald Trump cho rằng ông đã cáo buộc công ty này có tính cách hình như lấy đi cái nguồn lợi của bưu điện Hoa Kỳ. Nhưng mà trước tiên hết, chúng ta phải nói đến cái sự liên hệ giữa tờ Washington Post và Amazon. Theo sự hiểu biết của anh Tuấn thì ai bây giờ là có quyền đối với tờ Washington Post, sở hữu cái tờ Washington Post à? Như quý vị ai cũng biết rằng Amazon là công ty của ông Jeff Bezos. Ông Jeff Bezos là tỷ phú mà nay được coi là giàu nhất trên toàn thế giới. Và ông cũng là đồng sở hữu của tờ Washington Post khi mà ông đã bỏ ra tới hàng trăm triệu đô la để mua lại tờ báo này vào những năm đó, trước khi mà Washington Post trong cái tình trạng gọi là có thể phá sản thôi anh. Nhưng điều đó có nghĩa rằng là ông Bezos là người sở hữu chủ cái tờ Washington Post, nhưng mà sự liên hệ của Amazon với là Washington Post như thế nào? Giống như bây giờ anh Trọng có hai công ty vậy thôi, và hai công ty đó không có mối liên hệ nào. Mặc dù người ta biết rằng ông Jeff Bezos có hai công ty, nhưng Amazon không có cổ phần trong Washington Post, và ngược lại Washington Post cũng không có bất kỳ những cái quyền lợi nào từ bên phía Amazon. Nghĩa là hai người đều được điều hành bởi một ông chủ mà thôi, nhưng mà không có những cái liên hệ hàng ngang với nhau. Và thậm chí ban điều hành của cả tờ báo Washington Post và kể cả Amazon cũng độc lập với nhau nữa. Thế trở lại sự kiện mà hôm qua chúng ta đã đề cập đến, Tổng thống Donald Trump đưa ra rằng là một cái bưu kiện mà Amazon gửi đi đến cho khách hàng thì có thể nói đưa đến một cái sự mất mát với bưu điện Hoa Kỳ là 1.5 đô la. Cái điều đó tại sao đưa lên cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump đưa ra như vậy? Bởi vì như quý vị biết là Amazon sử dụng không chỉ là bưu chính Hoa Kỳ mà sử dụng gần như tất cả những cái hãng vận chuyển để có thể đưa kiện hàng của họ đến cho khắp mọi người trên khắp nước Mỹ. Thì bưu chính Hoa Kỳ là một trong những công ty mà vận chuyển cho Amazon. Ông Donald Trump nói là mỗi cái bưu kiện gửi ra thì bưu chính lỗ 1.5 đô la trong một bưu kiện này. Nhưng mà tuy nhiên ngay lập tức, thưa quý vị, lời phản bác của bên phía Amazon đã cho biết rằng cái năm tài khóa trước đây thì bưu chính Hoa Kỳ lỗ 540 triệu đô la. Họ phân tích rằng trong khi đó cái số tiền mà những kiện hàng mà Amazon phải trả cho bưu chính Hoa Kỳ lên tới 2.6 tỷ đô la tiền phí. Đây là những số liệu dựa bên phía tờ Washington, New York Times và phát ngôn nhân của bên phía Amazon. Họ nói rằng cái con số 2.6 tỷ đô la này là tăng gấp, gần như là hơn gấp đôi so với những năm trước đây mà họ đã từng coi như đi với bên phía bưu chính Hoa Kỳ. Cũng trong bài xã luận của bên phía tờ New York Times, các nhà phân tích nói dựa theo những cái số liệu họ đưa ra thì USPS, tức là bưu chính Hoa Kỳ, người ta lỗ lã là bởi vì họ đang gánh phải một khoản nợ về quỹ hưu trí của những người nhân viên cũ của bưu chính Hoa Kỳ đã về hưu. Chứ việc làm ăn cũng như là việc vận chuyển, cái phần mà lỗ lã, thậm chí họ nói là họ có lời trên cái phương diện gọi là delivery, gọi là vận chuyển đó, chứ hoàn toàn trái ngược lại những gì mà ông Trump đưa ra, thưa anh. Thế thì tại sao ban tham mưu của Tổng thống Donald Trump, những người kề cận của ông, không biết cái vấn đề đó hay sao mà để cho ông đương nhiên twist lên những cái hàng và ông đưa ra một cái cuộc tiên chiến và có thể nói làm cho Amazon trên giá thị trường, trên cái gọi là thị trường chứng khoán, cũng bị mất đi một phần nào ảnh hưởng đối với Amazon, thưa anh Tuấn? Nhiều nhận định đưa ra, như quý vị biết là vấn đề ông Trump nói về Amazon là việc mà không đóng thuế, trốn thuế, thì quý vị biết ở Mỹ thuế nó có giấy tờ. Amazon ngay lập tức đã đưa ra cái bảng khai thuế của họ và cho thấy rằng 957 triệu đô la là số tiền thuế họ đã đóng trong năm 2020.
2017. Năm ngoái thì họ đóng 412 triệu, năm 2015 là 273 triệu và 2014 là 177 triệu. Thì ngay lập tức họ đưa ra số liệu, nhưng câu hỏi là đặt lý do vì sao có con số, có chứng từ mà ông Trump vẫn tấn công. Thì bây giờ anh có thấy rằng hiện tại bây giờ không ai còn nhắc Stormy Daniels, không ai còn nhắc Karen McDougal, không ai còn nhắc cuộc điều tra Nga, mà bây giờ người ta chỉ nói về vấn đề thương mại kinh tế, về vấn đề mà Amazon, về vấn đề mà Dow Jones giảm xuống. Thưa quý vị, ngày hôm qua Dow Jones đã mất đi 459 điểm do sự lao dốc của công ty Amazon. Kính thưa quý vị, từ năm ngoái cho tận bây giờ, giá trị vốn hóa của Amazon đã mất đi 60 tỷ đô la và kéo theo đó là hàng loạt những công ty công nghệ khác, chỉ bởi vì những lời chỉ trích của ông Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà như vậy thì quốc gia Hoa Kỳ, thị trường chứng khoán đâu có phải được điều hành bởi một mình ông Tổng thống Donald Trump. Lẽ dĩ nhiên ông Tổng thống thì có ảnh hưởng, nhưng mà gần đây hàng loạt, như nếu mà chúng ta nhìn xa hơn thì Amazon, Facebook cũng giống như Tesla, có thể nói làm cho cái chỉ số của thị trường chứng khoán của họ sụt xuống, và giống như là Nasdaq cũng như Dow Jones cũng như S&P đi xuống. Liệu tất cả những cái sự sụp đổ đó chúng ta quy trách về Tổng thống Donald Trump hay không? Hiện tại bây giờ những cái sự sụp đổ đó lẽ nhiên không chỉ là trách 100% về ông Tổng thống, về những lời chỉ trích, bởi vì song song những lời chỉ trích của Amazon thì người ta còn phải nói tới cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì với những cái số liệu được đưa ra, như quý vị thấy mỗi ngày trên trang mạng Twitter, ông Trump ông vẫn nói, ông vẫn đưa ra về chuyện mà Amazon thế này thế kia, bỏ qua những lời phát ngôn và không có một cái lời đối thoại nào cả, thì người ta thấy đây là những cái thông tin mà họ nói là một chiều. Một chiều là từ ông Tổng thống đưa ra và cũng một chiều từ bên phía Amazon. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, người ta thấy hiện tại bây giờ người dân Mỹ sử dụng Amazon rất nhiều, và cũng phải công nhận rằng nhờ có Amazon mà họ, người dân cũng giống như thị trường về mua bán, về thương mại ở Hoa Kỳ đã có một bước phát triển mà không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới. Thưa anh, kính thưa quý vị, đó là chuyện dài của Amazon, chuyện dài của Washington Post, chuyện dài của Tesla, chuyện dài của Facebook và chuyện dài của vị Tổng thống của chúng ta, đó là Tổng thống Donald Trump. Và chúng ta xem thị trường chứng khoán ngày hôm nay như thế nào. Hình như hôm nay thị trường chứng khoán có phần nhích lên phải không? Dạ vâng, luôn luôn phiên giờ mở cửa thưa quý vị. Vào sáng ngày hôm nay thì các nhà đầu tư người ta vẫn bỏ tiền vào bên phía thị trường chứng khoán, bỏ qua những cái lo ngại về những lời chỉ trích của ông Tổng thống Trump. Sáng ngày hôm nay thì Dow Jones tăng thêm 68 điểm, giữ ở mức là 23.712. Tuy là tăng thêm 68 điểm nhưng con số này được coi là vẫn là rất thấp so với 26.000 điểm. Đúng rồi, những cái điểm mất mát vào những ngày vừa qua. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta phải trở lại một trong những sự kiện cũng không kém phần quan trọng. Kính thưa quý vị, đó là quốc gia Saudi Arabia. Saudi Arabia là một trong những đồng minh của Hoa Kỳ, và có thể nói đó là một trong những cái căn cứ quân sự mà Hoa Kỳ đã đầu tư rất nhiều ở Trung Đông, là một cái cán cân để làm cho cân bằng lực lượng ở tại Trung Đông. Điều mà người ta muốn nói đến gần đây nhất là, kính thưa quý vị, một chuyến viếng thăm của hoàng gia Saudi Arabia dẫn đầu một hoàng tử, có thể nói là người sẽ kế vị và dẫn dắt quốc gia Saudi Arabia trong vòng 2 tuần lễ qua tại Hoa Kỳ. Trước tiên chúng ta phải nói đến một trong những cái gói hàng mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cho Quốc hội và có thể hy vọng đạt được con số chấp thuận, đó là bán vũ khí cho Saudi Arabia với trị giá là 1 tỷ đô la, bao gồm, kính thưa quý vị, tất cả những hàng hóa mà Saudi Arabia sẽ nhận được từ Hoa Kỳ, đó là vấn đề tất cả những công cụ quốc phòng. Trong đó chúng ta phải nói đến 6.500 tên lửa. Đại Nhà Trắng hôm qua, White House, đã nói với Quốc hội hôm thứ Năm rằng họ sẽ có một cái kế hoạch phê chuẩn bán vũ khí trị giá 1 tỷ đô la cho Saudi Arabia. Má, nhiều khi cái chữ đó mà tôi nói lui nó tôi rất lợi. Một cái gói này nó bao gồm 6.700 chiếc tên lửa chống và xe tăng, cũng giống như chống tăng của Hoa Kỳ. Bán hàng bao gồm vấn đề là hỗ trợ, bảo trì và phụ tùng cho xe tăng của Mỹ, máy bay trực thăng và thiết bị khác đã có trong kho vũ khí của Arab Saudi Arabia. Các nhà lập pháp có 30 ngày, tuy nhiên là ông đã đưa ra một cái điều kiện để cho Quốc hội có 30 ngày để hành động nếu họ muốn thử và muốn chấm dứt hợp đồng. Nếu mà không muốn chấm, nghĩa là không có bằng lòng để cái hợp đồng bán vũ khí này, thì họ có 30 ngày để phản đối. Thông báo này đã được đưa ra khi Hoàng tử Ả Rập Saudi Arabia có tên là Mohammed bin Salman gặp Tổng thống Donald Trump khi chuyến công du của hoàng gia đã kéo dài 3 tuần lễ tại Hoa Kỳ.
Điều mà một trong những cái thắc mắc đưa ra là vấn đề ông Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã nói với Hoàng tử Ả Rập Xê Út rằng là một phần của giải pháp ở đây là vấn đề Yemen. Khi mà Saudi dẫn đầu một cái chiến dịch quân sự để ủng hộ quân đội Houthi do Hoa Kỳ hậu thuẫn đã bị chỉ trích nặng nề vì gây ra thương vong cho người dân của Yemen. Đầu tuần này thì Thượng viện đã đưa ra một cái cuộc tranh luận và sau đó đưa ra một quyết nghị kêu gọi chấm dứt sự ủng hộ của Hoa Kỳ cho Liên minh Ả Rập Saudi Arabia và dẫn đầu là tại Yemen. Và tướng Mattis đã phản đối biện pháp này. Ông nói rằng đây là một trong những biện pháp sẽ gây mất tác dụng bằng cách tăng số thương vong của người dân thường, gây phương hại cho hợp tác chống khủng bố và làm dấy lên tình hình Iran để tăng cường ủng hộ quân nổi dậy ở Houthi. Có nghĩa rằng là Thượng viện Hoa Kỳ với một cái cấp tiến đã cho rằng là những cái con số thương vong của người dân của Yemen và họ không đồng tình với tất cả những cái viện trợ quân sự và vấn đề gọi là trao đổi mậu dịch quân sự với Saudi Arabia. Tuy nhiên bên cạnh đó thì tướng Mattis ông cho rằng ông chống lại cái sự biện pháp này vì ông cho rằng đây là một trong những cái chương trình để làm giảm bớt đi thương vong và có thể nói giảm đến lên cái sự tăng trưởng mạnh mẽ của Iran ở trong khu vực. Đó là một trong những sự kiện mà có thể nói trống đến xuôi kèn thổi ngược ở tại Thượng viện cũng giống như là chính phủ của Hoa Kỳ. Ví dụ chúng ta thấy rằng là Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra, là nhiên không có nghi ngờ gì khi Tổng thống Donald Trump cũng giống như là con rể của ông Jared Kushner có những cái liên hệ mật thiết với Saudi Arabia. Yeah. Tuy nhiên, điều mà người ta nói rằng là Thượng viện cũng đứng về phía nhân quyền và họ coi trọng cái sự gọi là gây nên những cái tổn thất thương vong cho người dân khi mà quân đội của vũ khí của Saudi Arabia tiếp tục sử dụng cho cả những cái cuộc hành quân gây nên thương vong cho người dân ở trong quốc gia Yemen. Thưa anh Tuấn, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị ngay sau ít phút quảng cáo thương mại với những tin tức mới nhất về cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Kính mời quý vị cùng theo dõi.